vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, ngoài việc là chúng ta có gia đình nè, người thân, những người cực kỳ thân thiết luôn, thì hầu như là tất cả chúng ta ai cũng mong muốn cho mình những người bạn. Và đôi khi những người bạn cũng không khác gì là những người thân trong gia đình, có thể là chia sẻ những buồn vui, có thể thấu cảm và cùng đồng hành với chúng ta trên một quãng đường rất dài. Thế nhưng phải làm như thế nào khi chúng ta chọn không đúng bạn? Cụ thể là sao? Mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu để cùng bàn luận nhiều hơn về vấn đề này. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào bạn Thảo Ly. Dạ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, ngày hôm nay thì Thảo Ly ngoài việc là có một chuyên gia ở đây, Thảo Ly cũng có thêm một người bạn mới nhờ đồng hành với nhau trong chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc cũng đã lâu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề người bạn. Thì bây giờ xin mời quý vị theo dõi đoạn tiểu phẩm sau ạ. Trời ơi đẹp quá. Nè, lo học đi, chơi hoài vậy, thi cử sắp tới nơi rồi đó. Trời ơi, nhìn tôi đi, coi thử tôi có phải là cái thằng mọt sách không? Có phải là cái thằng mà suốt ngày cắm đầu vô mấy cái này không? Ôi ơi, lộn người rồi. Nè, tôi nói cho ông nghe nha, tôi kêu ông học là muốn tốt cho ông đó. Nhìn cái mặt ông là kiểu của ông là chưa bao giờ mà trốn học mà để đi chơi hết đúng không? Phí thời gian vô mấy cái chuyện đó làm gì? À, thử đi, thử bữa đi, theo tôi. Tôi dẫn ông bước ra thế giới bên ngoài, hút điếu thuốc nè, vui lắm, uống rượu nè, rất hạnh phúc. Thử đi. Phải là như vậy thì những người con gái tôi nhìn vô mới đáng mặt đàn ông, mới đẳng cấp. Vậy hả? Nhưng mà đó giờ tôi chưa làm mấy cái đó bao giờ hết trơn. Đương nhiên mình phải thử. Nhưng mà nè, muốn thử là phải có tiền. Có tiền đang cho mượn. Gì? Mượn tiền. Mượn tiền nữa hả? Ừ. Nè, bữa trước ông mượn tiền tôi còn chưa trả đó. Trời đất ơi, thì chưa trả thôi chứ phải không trả đâu. Từ từ cũng sẽ trả. Nói nghe nè, bây giờ ông vô, ông ăn cắp tiền của mẹ ông đi. Gì? Ừ, nhà ông giàu có mà, tiền nhiều mà. Ăn cắp tiền hả? Ông nghĩ gì vậy? Tôi không có làm mấy cái chuyện đó đâu. Tiền của mẹ ông cũng là tiền của ông, thấy không? Ông lấy trước rồi mượn sao, có gì đâu, bình thường. Không hề, chừng nào mẹ tôi cho tôi mới là không bậy bạ. Ăn cắp là bậy rồi, ông sai quá sai rồi đó. Trời ơi, làm gì ghê, sai thôi. Lấy thôi. Mấy đồng không cũng bị đặt rồi, lên giọng dạy đời. Phú ơi, có nhà ông Phú. Vô đây, Nhung. Ủa, có ông đây nữa hả Mạnh? Chào cô lớp trưởng. Hôm nay cô lớp trưởng xinh đẹp đâu đây? Ừ thì tôi qua họp nhóm nè. Trời đất ơi, cơn gió nào đưa cô lớp trưởng rảnh rỗi qua đây học bài. Ồ, còn ông cũng qua đây học nhóm hả? Sao bữa nay ông xiên vậy? Ủa, học nhóm là gì? Tôi không rảnh. Trời ơi, tôi qua đây để tôi chơi. Qua đây là không phải để học nhóm. Mà cô lớp trưởng nè, có người yêu chưa? Ông nói gì vậy? Tôi là bây giờ là chỉ học bài thôi, không có nghĩ tới mấy chuyện đó. Không nghĩ luôn hả? Hay là mê ai kia cho nên là chịu khó bỏ thời gian qua đây để dạy dỗ, chỉ dạy, rồi cầm tay nắn nót từng nét chữ. Nè, ông nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi với lại ổng là chung nhóm, tôi qua đây học bài thôi chứ không có nghĩ mấy cái chuyện đó đâu. À, không nghĩ gì hết hả? Đúng rồi. Tướng như vậy, mặt như vậy, làm sao mà hợp với những người như vậy được, mọt sách, đúng không? Mình là phải có đại gia. Đại gia mới nuôi được cô lớp trưởng. Trời ơi, cô được bước ra đường cái đại gia theo ngợp trời luôn. Trời ơi, sướng lắm nha. Tôi giới thiệu cho. Thôi đi. Tôi đã nói rồi, bây giờ là tôi chỉ quan tâm việc học thôi. Mấy cái chuyện đó, ông đừng có nói bậy bạ như vậy nha. Đúng rồi đó, ông quá đáng lắm rồi đó. Rồi đâu quá đáng, đúng sự thật thôi mà. Phú, tôi thấy là nếu mà có Mạnh ở đây là tôi không có học bài được đâu. Thôi, tôi đi về đây. Ê, khoan. Ê. Đã, Nhung, từ từ. Cô lớp trưởng, cái ông này, nhìn một con chết hả? Bị đặt con gái đổng đảnh nè, cỡ này hả, tán một cái chết liền. Chắc con cửa. Ủa Nhung, Phú đi đâu vậy? Sao sáng giờ nghỉ học Nhung gọi điện không bắt máy là sao? À, Phú có hẹn với lại Mạnh, có gì không? Hẹn với Mạnh hả? Ừ. Mạnh lại rủ rê Phú nghỉ học đi chơi nữa đúng không? Phú à, Phú đừng có đi theo Mạnh nữa. Phú biết á, là Nhung không thích Mạnh. Mạnh nó hay ăn, nó không suy nghĩ vậy thôi. Chứ là cái chuyện chơi với ai á là chuyện của Phú. Nhung quan tâm làm gì? Mạnh đừng nghe lời Phú nữa. Phú rất là nhiều thói hư tật xấu, không có nên đi theo đâu. Hey. Chào cô lớp trưởng. Sao? Hả? Hư lắm hả? Xấu lắm hả? Ủa, sao không lo học đi? Đứng đây lo chị bộ đồng làm gì? Ủa nãy giờ tôi có nói gì sai đâu. Mạnh coi lại Mạnh đi. Học hành thì không đều, điểm thì càng ngày càng kém. Rồi còn rủ bạn đi chơi vậy nữa hả? Lớp trưởng nói hay quá. Ê Phú,
tuần sau nào đi chơi đi. Tuần sau á, ông nhắn tin cho tôi cái giờ đi, để tôi chuẩn bị. Nè, không có nghỉ học nữa. Nếu mà nghỉ học á, là không có biết đường đâu mà thi. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Đây là chuyện của người ta. Xíu rồi làm gì vậy, hả cô lớp trưởng? Nè, bây giờ tôi chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Còn ông á, ông tối ngày rủ ra bạn vậy là không có được đâu. Đi của tụi tôi, để tụi tôi tự lo. Đi chơi nha. Giờ đi học hay đi chơi? Tôi dù sao có mấy cái môn cũng đâu quan trọng đâu. Với lại... Rồi, được rồi. Nếu mà mấy người muốn đi chơi thì đi chơi luôn đi. Coi như là trước giờ tôi lo chuyện bao đồng. Vậy nha. Nhung, Nhung. Thì thưa quý vị, như tiểu phẩm vừa rồi, chúng ta sẽ nhớ đến cái câu mà rất là quen thuộc luôn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì theo anh, có phải là do mình chơi với những người bạn mà không tốt rồi cuối cùng mình cũng nhiễm thói xấu của họ hay không ạ? Có một cái câu châm ngôn nói rằng: hãy nói cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Điều đó có nghĩa là bạn bè xung quanh chúng ta, đó chính là những người thầy của chúng ta. Vì chúng ta thấy những hành động của họ ngày, họ hành động của họ ngày, hàng ngày, thì chúng ta cũng mang tính chất gọi là gì? Những hành vi đó gợi ý cho chúng ta làm. Chẳng hạn bây giờ Thảo Liên mà quen với những bạn là doanh nhân, họ có những cái tư duy làm giàu, họ hay nhìn ra thị trường, rồi hay bàn chuyện kiếm tiền, bàn chuyện xây dựng doanh nghiệp, thì tự nhiên mình cũng rất là mong muốn mình có một cái business của riêng mình, một cái doanh nghiệp của riêng mình. Mình cũng muốn làm chuyện làm ăn, mình cũng muốn giao dịch. Nhưng bây giờ Thảo Liên mình là làm quen với những người bạn, đó chính là những người chuyên làm đầu bếp. Tối ngày họ chỉ nói về chuyện nấu ăn thôi. Nguyên vật liệu này nấu ra món A, bây giờ bột than tre đang là hot nè, ăn cái này sẽ rất là tốt cho sức khỏe nè. Nó có thể là đắp mặt nè, rồi có thể là làm bánh nè, tiramisu nè, bột trà xanh nè, vân vân. Thế là tự nhiên trong đầu của mình sẽ nó có những cái dữ liệu để mình tư duy và nó đẻ ra một cái sản phẩm, đó chính là những ý tưởng mình nấu ăn. Cho nên là những cái người mà mình tiếp xúc sẽ gieo vào trong đầu của mình những dữ liệu để mình có thể biến ra trở thành hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên là nếu như bạn tốt thì chúng ta gặp gỡ bạn mà chơi với bạn, chúng ta học được từ bạn những tính tốt. Còn nếu như gặp gỡ bạn xấu giống như trong tình huống vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ rất dễ bắt chước theo những hành vi xấu. Dù nó không phải là tất cả, chúng ta vẫn có lập trường riêng, nhưng sống gần mãi thì chắc chắn chúng ta cũng phải tiêm nhiễm một phần nào đó thôi. Và như anh nói thì cũng đã là bạn rồi. Trong trường hợp bạn sa ngã, làm việc không đúng đắn thì chúng ta sẽ giúp bạn như thế nào đây ạ? Thảo Ly bây giờ lỡ anh rủ Thảo Ly ha. À. Lát nữa mình quay xong mình trốn đi. Mình trốn đi chơi đi, mình đừng có quay tiếp nữa. Đại lợi thế. Mà trong khi Thảo Ly vẫn còn có một cái chương trình thứ hai. Rồi chẳng hạn như là bây giờ anh rủ Thảo Ly, bây giờ chẳng hạn như mình tập hút thuốc đi, thấy Thảo Ly không hút thuốc, hay là tập uống rượu đi, bữa nào tối nay mình đi nhậu đi, vân vân. Anh rủ Thảo Ly làm những cái chuyện xấu xa. Như vậy Thảo Ly sẽ làm gì với anh đây? Thảo Ly nghĩ là Thảo Ly chỉ khuyên thôi. Ví dụ Thảo Ly thấy là mình biết có thể là anh Hiếu đang có ý tốt là muốn Thảo Ly có những cái trải nghiệm mới. Tuy nhiên là hiện tại có thể là chưa phải thời điểm. Ví dụ như uống rượu đi, nói gì nói là có nồng độ cồn này không tốt. Và cũng tùy trường hợp, không phải là quá cứng nhắc. Nhưng mà những cái trường hợp ví dụ công việc, mình đang có trách nhiệm ở đây và bản thân ví dụ như là anh Hiếu cũng đang có công việc, thì tại sao là chúng ta không chọn được một thời điểm khác? Chúng ta ngay lúc này đây, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt công việc, chúng ta có thêm thu nhập, thì cái thu nhập đó để giúp cho chúng ta lúc sau lại có cái khoảng thời gian mình chơi với nhau vui hơn, thoải mái hơn. Đúng rồi. Và thực sự trong cái cách trả lời của Thảo Ly, nó đã ló dạng ra cái phương pháp. Đầu tiên là gì? Thảo Ly đã cảm ơn anh. Dạ. Là vì anh đã có ý tốt cho Thảo Ly. Đúng rồi. Cái đó là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm. Khi bạn rủ chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta muốn từ chối thì phải thừa nhận ý tốt của bạn trước đã. Tớ biết là cậu muốn tớ có một cái trải nghiệm mới, hoặc là muốn thấy tớ làm việc hơi stress căng thẳng cho nên là rủ đi nhậu chứ gì. Hoặc là thí dụ thuốc lá thì thực ra cầm nó cũng ngầu ngầu, ok, hút nó cũng thư giãn. Thì phải thừa nhận cái ý tốt người ta trước. Người ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn, bạn hiểu ý tôi. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu phân tích hậu quả. Nhưng mà bây giờ thí dụ lỡ hút thuốc ung thư phổi rồi sao? Ví dụ như bây giờ lỡ hút thuốc rồi con cái sao nó hít khói, nó cũng bị bệnh nữa. Với lại hút thuốc thì thực sự nó không tốt cho sức khỏe, cho nên có nhiều cách giải trí khác lắm. Bây giờ mình nghĩ coi, mình làm gì giải trí khác à? Chẳng hạn đi karaoke, đi phượt, đi picnic, hoặc đi ăn, hoặc là đi chơi những cái trò chơi như trượt patin, đi thể thao, đá banh, vân vân. Thế vậy mình gợi ý những phương án khác mà nó lại tốt hơn. Nó tốt cho sức khỏe, tốt cho người khác. Vậy bước 1 là thừa nhận và cảm ơn bạn. Bước 2 phân tích cái hậu quả của cái gợi ý bạn đưa ra. Và bước 3 là gợi ý những cái phương án thay thế.
thì tôi nghĩ rằng sử dụng công thức ba bước đó thì chúng ta có thể là từ chối mọi lời rủ rê của bạn nếu như mà chúng ta không muốn và thấy nó có thể có tác dụng xấu. Theo lý thế là trong trường hợp này là bản thân chúng ta cũng cần phải có một cái bản lĩnh và cách nhìn rõ ràng để mà chúng ta phân biệt đúng sai. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ như là mình khuyên hoài mà bạn mình cũng không thay đổi, nhưng nói gì thì nói, bạn đâu phải là cứ mình xấu là mình tránh xa đúng không anh? Mình khuyên hoài và bạn cứ lặp đi lặp lại những cái thói quen xấu đó thì bản thân mình sẽ làm như thế nào hả anh? Nếu như thói quen xấu đó không phải là vi phạm pháp luật, chẳng hạn như là hút thuốc hay là uống rượu vân, mà chúng ta đã khuyên hết mức rồi, thì thực sự chúng ta cũng là người ngoài chứ không phải là chúng ta là một cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ. Cho nên là họ không nghe lời chúng ta thì điều đó chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Và chúng ta sẽ chơi với họ những cái tính tốt, còn cái gì xấu thì thôi chúng ta để họ tự chơi, tức là để họ tự làm theo cái quan điểm sống cá nhân của họ. Giống như thí dụ như một cái tờ giấy trắng, nó có 15 cái đốm mực đen, còn lại còn là trắng không, thì mình chơi với phần trắng thôi. Còn phần nào cái phần nổi đen nó lên thì mình xóa được thì xóa, khuyên được thì khuyên, không được thì thôi mình tôn trọng người ta. Thì như vậy đó cũng là cái kiểu chơi với nhau, biết chơi cái gì và cái gì không chơi. Và thực sự thì nếu chúng ta mà kiểm soát cuộc sống họ quá, dường như họ rất là căng thẳng, họ rất là stress, và họ phải hút thuốc để mà họ được giải tỏa cái stress của họ là lợi thế. Hoặc là họ đã được giáo dục từ nhỏ đến lớn, cha họ hút thuốc trong nhà, họ nhìn cái hành động hút thuốc đó suốt mấy chục năm qua rồi, họ thấy đó rất là bình thường. Và đó chính là cái quan điểm của họ, không thể nào bằng một lời nói chúng ta mà họ thay đổi quan điểm đó được. Thế cho nên là với những gì mà chúng ta không thay đổi được thì thôi chúng ta đành tôn trọng cái lối sống của họ. Thì như vậy tôi nghĩ rằng đó cũng là cách để chơi với nhau một cách lâu dài. Thảo Ly nghĩ là chọn bạn mình cũng không quá kỳ vọng bạn hoàn hảo đúng không anh? Chỉ cần là bạn đó chân thành và thực sự tôn trọng mình, cũng lắng nghe mình thì cả hai sẽ cùng đồng hành với nhau tốt hơn. Đúng rồi. Và thực sự chơi với bạn thì mỗi bạn sẽ có một cái khía cạnh nào đó để mình chơi. Yeah. Còn nhiều khía cạnh khác thì nó không hợp, vì nếu hợp quá trở thành người yêu của mình rồi. Đúng rồi. Cho nên ví dụ như với bạn này cái khía cạnh là gì? Nói chuyện với nhau rất là vui. Hoặc là bạn này là gì? Hay giúp đỡ mình trong công việc. Bạn này là gì? Có rất nhiều cái để mình học hỏi. Bạn này là gì? Hay có những ý tưởng mới mà hay gieo cho mình những ý tưởng lắm. Bạn này là gì? Bạn này rất là hay đi phượt của mình, bạn ấy rất là hợp chuyện đi phượt. Thì mỗi bạn sẽ có cái khía cạnh nào đó để chúng ta chơi. Và chúng ta muốn chơi cái đó thì chúng ta gặp bạn đó. Còn những khía cạnh khác mà chúng ta thấy không hợp với nhau thì thôi, để bạn khác chơi với bạn ấy. Thì như vậy đó chính là cách để mà chúng ta có thể giữ những cái bạn bè xung quanh của mình mà không nhất thiết phải kiểm soát cuộc sống người khác hoặc là phải là mất lòng người khác. Còn với trường hợp mà nếu như mà người khác vi phạm pháp luật thì lúc đó thì chúng ta mới thật sự nên phải ngăn cản. Đúng rồi. Và chúng ta phải vẽ ra một cái gọi là cái viễn cảnh gần ở trong tương lai để mình cho bạn ấy thấy rằng là cái hành động đó nó thật sự có thể mang tới hậu quả rất lớn. Và chúng ta nên gợi ý cho bạn ấy những cái phương án thay thế. Nếu bây giờ bạn ấy trộm cướp thì chắc chắn là chỉ cần một lần mà bị bắt thôi là coi như sẽ ở tù. Vì thế cho nên nó quá nguy hiểm đi, bây giờ có những phương án nào khác không, thì là bạn tốt phải chỉ cho nhau những con đường để sống. Và là bạn tốt thì phải giúp đỡ cho nhau để bạn có thể phát triển hơn. Thì chỉ các phương án thay thế đó thì tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ rất biết ơn mình. Mà biết đâu chừng từ một người bạn xấu mà bạn giúp được người ta, người ta lại trở thành tri kỷ của bạn thì sao? Đúng rồi, rất là cảm ơn anh. Không phải ai là cũng xấu từ ban đầu. Nếu mà chúng ta cùng hỗ trợ họ, góp ý cho họ thì họ từ một người bạn xấu có thể trở thành một người bạn tốt và có thể giúp đỡ cũng như là đồng hành với mình nữa. Cảm ơn anh Hiếu và cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai ạ.